Nhiều bạn nghe nói sản phẩm kem phế pháp, chữ A trị mụn hiệu quả nên cũng rất mong muốn được thử dùng để xem hết mụn không? Liệu sự thật hết mụn có xảy ra sau khi bạn dùng bộ kem phế pháp, chữ A hay không? Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích cho những bạn nào vẫn còn thắc mắc để cho bạn hiểu và mua đúng loại sản phẩm để không phí tiền nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem phế pháp không phải là kem chuyên trị mụn, nhưng mà trong thành phần của nó có khả năng ngăn ngừa mụn khá là hiệu quả. Chính vì thế mà nhiều chị em cứ nghĩ là kem này trị mụn tốt, nên cứ giới thiệu cho bạn bè là kem phế pháp là kem trị mụn. Một số thành phần trong kem nếu hợp với da của bạn thì sẽ ngăn ngừa mụn khá là tốt trong thời gian sử dụng kem. Chính vì thế mà nếu bạn thấy kem này dưỡng trắng da và đỡ mụn đi nhiều thì nên tiếp tục sử dụng. Vì tìm được một loại kem có khả năng dưỡng trắng da mà không bị mụn, phù hợp với da của mình rất khó, nên nếu dùng loại kem mà hợp với mình thì cứ duy trì lâu dài chứ đừng vội đổi sang kem khác. Một số bạn khi sử dụng kem phế pháp chữ A có hiện tượng bị nổi mụn thì trường hợp này khá ít gặp. Nếu như bạn bị nổi mụn khi sử dụng kem này, thì đầu tiên hãy xem lại xem kem của mình đang dùng có đúng là hàng chính hãng không, vì hàng giả rất dễ gây mụn do các thành phần trong kem rất mạnh, hàm lượng vượt mức cho phép. Lý do thứ hai mà bạn bị nổi mụn thì là do không hợp kem. Nếu bạn đã mua đúng hàng chính hãng, xài lên bị mụn thì bạn có thể xử lý bằng cách ngưng sử dụng kem vài ngày, rồi sau đó sử dụng lại. Nếu hết mụn thì bạn xài tiếp. Còn nếu xài tiếp mà vẫn bị mụn thì bạn nên ngừng sử dụng kem phế pháp này, vì da của bạn không hợp với kem này rồi. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ xem sản phẩm này có phù hợp với mình trước khi sử dụng nhé. Kem phế pháp chữ A hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem phế pháp chữ A hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.